Rồi, xin chào các bạn nha. Đây là cây bô Forest hàng Pháp nha các bạn. Được độ trên xe SH 2020. Xe vừa mới ra mắt trong vài ngày. Đã ghé shop lên cây bô Forest. Rồi, thì đây là chế độ Ganti ha. Nghe rất là ấm, nó không có ồn ào vậy ha. Rồi bây giờ mình thử nẹt bô coi cái âm thanh nó ở cái mức ga lớn nhất nghe như thế nào ha. Từ từ lên ga từ thôi. Từ mức nhẹ cho đến lớn. Rồi. Nẹt á cường. Nẹt á đừng có giữ ga. Nghe thấy ha, âm thanh ở cái mức ga mà mình cho nó tăng lên hết luôn á thì cái âm thanh nó cũng không có ồn ào lắm ha. Rồi cho kéo hết ga kìa. Rồi. Nẹt mấy cái nữa đi. Rồi thì anh em có thể nghe thấy ha, ở mức cái mức ga mà mình nẹt hết ga luôn thì nghe nó cũng không có ồn ào lắm. Ở chế độ Ganti là nghe rất là ấm ha. Đi xe tay ga thì đi mấy cái dòng bô này là thấy nó lịch sự các bạn, nó không có gây cái tiếng ồn khó chịu ha. Tổng thể cái xe đã lên bô nè, xe màu trắng lên cái bô này rất là hợp thôi bạn, nhìn rất là đẹp. Rồi anh em nào có nhu cầu là độ bô cho xe thì ghé shop nha. Hiện tại shop mình có rất nhiều mẫu bô dành cho xe SH này, không chỉ riêng dòng bô Forest ha. Ở cây bô này được độ là cái cổ của bô inox 304 các bạn. Cái xe SH 2020 này thì nó có thêm cái phần cảm biến nhiệt ở dưới ha. Đó. Mình shop mình làm cái cổ bô này nó giống như zin luôn hả các bạn. Nó có cái ống để gắn cái cảm biến nhiệt nè. Thì anh em nào gắn bô Forest cho SH 2020 ở shop mình đó, thì mình sẽ làm cổ theo xe SH 2020 này luôn ha.
họ làm như zin luôn, có cái ống cảm biến nhiệt luôn nha các bạn. Đó, thì cái cổ vô zin nó như thế nào thì mình làm cổ inox như, giống như vậy luôn ha, anh em yên tâm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.